Đoạn đường Đông Trường Sơn qua tỉnh Gia Lai đang bị hư hỏng nặng nề. Nguyên nhân được xác định, một phần do xe phục vụ các dự án điện gió có trọng tải lớn, lưu lượng dày đặc hàng ngày lưu thông. Dạng sáng nay đã xảy ra một vụ sạt lở đất ở thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, khiến ngôi nhà bị san lấp hoàn toàn và ba cháu bé tử vong. Các nhà lãnh đạo G7 đã chuẩn bị thảo luận để xem có nên gia hạn cho việc sơ tán hàng nghìn người đang cố gắng chạy trốn khỏi Afghanistan và liệu có công nhận hay trừng phạt chính quyền Taliban hay không. Ấn Độ đang đối mặt với một làn sóng Covid thứ ba dự báo có thể đạt đỉnh điểm vào tháng 11 tới với một biến thể mới độc hại hơn biến thể Delta. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết cứ 10 phút lại có một trẻ em chết ở Yemen vì suy dinh dưỡng. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến công du Đông Nam Á đã tuyên bố Bắc Kinh tiếp tục là mối đe dọa tại Biển Đông, đồng thời khẳng định Mỹ cam kết củng cố phát triển bền vững tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Cuộc tấn công của Pakistan nhằm vào người Trung Quốc trong thời gian qua cùng với sự hỗn loạn ở nước láng giềng Afghanistan làm dấy lên lo ngại an ninh ở khu vực Nam Á. Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 24 tháng 8 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Đoạn đường Đông Trường Sơn có tổng chiều dài 667 km với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng đang bị hư hỏng nặng nề. Đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua tỉnh Gia Lai có chiều dài gần 213 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, tại đoạn đường này có rất nhiều đoạn ngắn bị hư hỏng xuống cấp nặng. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, đoạn đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Gia Lai do Ban Quản lý Dự án 46, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Năm 2013-2014, Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải quản lý đưa vào sử dụng. Hiện nay, một số vị trí đường bị hư hỏng nặng, đơn vị đã đi kiểm tra và có kế hoạch chi hơn 8 tỷ đồng để sửa chữa, trong đó đoạn 5 km qua đoạn địa bàn xã Chergrom, huyện Công Cro, đường hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Hà Anh Thái, Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng Sở Giao thông Sở Giao thông Vận tải Gia Lai. Đoạn đường qua xã Chư Long bị hư hỏng nghiêm trọng, hơn một phần là do lượng xe thi công các dự án điện gió dày đặc. Cụ thể trên địa bàn có 3 dự án điện gió đang thi công. Lượng xe chở vật liệu và thiết bị trọng tải lớn rất nhiều trong khi tuyến đường chỉ thiết kế lớp thảm nhựa dày 7 cm. Được biết, tại huyện Công Pro có 3 dự án nhà máy điện gió là Giang Trung, Chư Long và Hưng Hải Gia Lai đang được triển khai thi công. Hàng ngày lưu lượng xe chở vật liệu lưu thông trên tuyến đường Đông Trường Sơn là rất lớn. Khoảng 3 giờ sáng ngày 24 tháng 8 đã xảy ra một vụ sạt lở đất ở thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyệt Quang, khiến ngôi nhà của anh Phùng Văn Giờ bị san lấp hoàn toàn. Đất đá đổ xuống vị trí gian phòng ba cháu nhỏ đang ngủ, vùi lấp các nạn nhân, bố mẹ các cháu ở gian bên cạnh nên bị thương. Gia đình anh giờ thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn. Xã Khâu Tinh đã huy động Lực lượng tại chỗ gồm 35 dân quân, 5 công an xã, hơn 70 người dân tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng nay thì thi thể của ba cháu đã được đưa ra khỏi bùn đất. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm qua các tỉnh vùng núi Trung du Bắc Bộ có mưa lớn, dự báo hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Reuters đưa tin, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã chuẩn bị thảo luận vào thứ Ba để xem có nên gia hạn đến 31 tháng 8 cho việc sơ tán hàng nghìn người đang cố gắng chạy trốn khỏi Afghanistan và liệu có công nhận hay trừng phạt chính quyền Taliban hay không. Tình trạng hỗn loạn lan rộng do bạo lực giải rác đã nhấn chìm sân bay Kabul kể từ khi nhóm Taliban tiếp quản thủ đô của Afghanistan vào ngày 15 tháng 8. Dân biểu Hoa Kỳ Adam Schick, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói với các phóng viên sau cuộc họp báo về Afghanistan của các quan chức tình báo rằng ông không tin rằng việc sơ tán có thể hoàn tất trong 8 ngày còn lại. Nhiều người Afghanistan lo sợ bị trả thù và một sự quay trở lại của phiên bản khắc nghiệt của luật Hồi giáo mà Taliban đã thực thi khi nắm quyền từ năm 96 đến năm 2001. Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo nhóm G7 sẽ cân nhắc liệu có chính thức công nhận Taliban hay gia hạn các biện pháp trừng phạt để thúc đẩy Taliban tuân thủ các cam kết tôn trọng quyền phụ nữ và các quan hệ quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, CNN Ngày 23 tháng 8 dẫn nguồn tạo tin cho biết, Taliban bị cáo buộc gửi ba bức thư kết án tử hình vắng mặt anh trai của một thông dịch viên người Afghanistan từng hỗ trợ quân đội Mỹ. Những bức thư này dường như được Taliban chuyển cho người bị kết tội trong vòng 3 tháng. Các bức thư đều được đóng con dấu giống với con dấu trong các tài liệu trước đây của Taliban. Tổng thống Brazil Bolsonaro hôm 23 tháng 8 cho biết, ông đang nhắm tới việc chấm dứt yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn quốc. Đây không phải là lần đầu tiên ông Bolsonaro công khai chống lại quy định đeo khẩu trang. Hồi tháng 2, ông từng dẫn lại một cuộc thăm dò, ý kiến về những tác dụng phụ khi đeo khẩu trang như nhức đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Trong cuộc phỏng vấn, ông Bolsonaro cũng đưa ra tuyên bố những người từng nhiễm nCoV sẽ miễn dịch trước virus. Thực tế, Brazil chiếm tới 25% ca tái nhiễm nCoV toàn cầu tính tới giữa tháng 7, theo dữ liệu của hãng truyền thông Hà Lan, BNO News. Động thái mới nhất của Tổng thống Brazil cũng là cách ông đối đầu với tòa án tối cao. Năm ngoái, tòa án đã cho phép các thống đốc và các thị trưởng có quyền ban hành các hạn chế chống Covid, riêng khi chính quyền liên bang không đưa ra quy định. Tổng thống Brazil thường xuất hiện không đeo khẩu trang và hồi tháng 5 còn dẫn đầu đoàn xe diễu hành xe phân khối lớn để vận động tranh cử giữa lúc Covid-19 đang bùng phát. Hồi tháng 6, ông bị phạt hơn 100 USD vì vi phạm quy định phòng Covid ở bang Sao Paulo, gồm không đeo khẩu trang và tụ tập đông người. Brazil là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với hơn 20,5 triệu ca nhiễm và hơn 570.000 ca tử vong do nCoV. Giới nghiên cứu y khoa Ấn Độ cho biết, một làn sóng COVID-19 thứ ba ở nước này có thể đạt đỉnh điểm vào tháng 11 tới nếu một biến thể mới độc hại hơn biến thể Delta xuất hiện và lây lan vào cuối tháng 9. Đồng thời, trong làn sóng thứ ba COVID-19 này, số lượng ca nhiễm mới có thể không tăng cao như làn sóng COVID thứ hai và nhiều khả năng diễn biến tương tự làn sóng Covid đầu tiên. Tuy nhiên, các nhà khoa học của nhóm nghiên cứu dự đoán cũng có thể Ấn Độ sẽ không phải đối mặt với làn sóng Covid thứ ba nếu không có biến thể mới, dễ lây lan hơn biến thể Delta xuất hiện. Trong trường hợp đó, Ấn Độ có thể thấy các trường hợp nhiễm Covid hàng ngày lên đến 150.000 ca nhiễm mới và cao điểm là vào tháng 11. Cường độ của làn sóng dịch Covid thứ ba có thể không giống với làn sóng thứ hai nhưng tương tự như làn sóng đầu tiên. Nhóm nghiên cứu y khoa của Ấn Độ cho rằng các dự đoán dựa trên các giả định làn sóng Covid thứ hai chủ yếu là do biến thể Delta quét qua đất nước từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021, lây nhiễm cho hàng nghìn người và giết chết hàng nghìn người khác. Hôm từ tháng 8, Indonesia mở cửa trở lại các nhà hàng, trung tâm thương mại và nơi cầu nguyện ở một số khu vực, bao gồm thủ đô Jakarta, sau khi số ca mắc Covid giảm mạnh. Các địa điểm theo quy định được phép mở cửa một phần, theo đó nhà hàng sẽ được đón 25% lượng khách so với trước kia còn trung tâm thương mại được tiếp 50% lượng khách, Reuters đưa tin. Các nhà thờ, nơi cầu nguyện cũng được hoạt động trở lại với 25% sức chứa. Các ngành công nghiệp xuất khẩu có thể tiến hành hoạt động bình thường. Lệnh nới lỏng hạn chế được đưa ra trong bối cảnh Indonesia ghi nhận số ca nhiễm sụt giảm đáng kể, trong khi tỷ lệ dân số được tiêm ngày càng tăng. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết tỷ lệ lớp đầy giường bệnh trên toàn quốc đã giảm xuống mức trung bình 33% do số ca mắc giảm đều trong những tuần gần đây. Hôm 23 tháng 8, Indonesia báo cáo 9.604 ca mắc COVID mới, con số trong ngày thấp nhất kể từ giữa tháng 6. Nước này cũng ghi nhận thêm 842 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. Indonesia đã ghi nhận hơn 3,9 triệu ca mắc với 127.214 trường hợp tử vong. Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, bà Henrietta for trong phiên họp của Hội đồng Bảo an mới đây cho biết, cứ 10 phút lại có một trẻ em chết ở Yemen. Bà nói, hiện nay ở Yemen, gần 21 triệu người, trong đó có 11,3 triệu trẻ em cần hỗ trợ nhân đạo để tồn tại. 2,3 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng và khoảng 400.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Bà lưu ý có hơn 10 triệu trẻ em và khoảng 5 triệu phụ nữ không được tiếp cận. Về phần mình, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths nhấn mạnh thực phẩm hiện nay ở Yemen đắt hơn gấp 3 lần so với trước chiến tranh và nhiên liệu cũng đắt gấp 4 lần. Tình hình tồi tệ ở Yemen là do xung đột giữa các lực lượng chính phủ được quốc tế công nhận và phiến quân Assad al chiếm chính quyền ở miền Bắc Yemen. Đã diễn ra từ năm 2014, năm nay phiến quân đã tăng cường tấn công vào một số tỉnh chiến lược quan trọng hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, đặc biệt là pháo đài cuối cùng của chính quyền Yemen ở phía bắc tỉnh Madrid. Các máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom các địa điểm của Hamas ở Gaza để đáp trả các quả bóng bay phóng từ vùng đất Palestine gây ra các đám cháy ở miền nam Israel. Quân đội nước này cho biết vào đầu ngày hôm nay, 24 tháng 8. Theo thông báo từ quân đội Israel, những địa điểm bị ném bom là một cơ sở sản xuất vũ khí và một địa điểm phóng tên lửa thuộc Hamas nhóm Hồi giáo cai trị Gaza. Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong trong các cuộc không kích. Bạo lực xuyên biên giới đã gia tăng bất chấp thông báo của Israel vào tuần trước về việc nối lại viện trợ của Qatar cho Gaza. Một động thái được coi là củng cố cho sự thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas. Kể từ khi lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian đã ngăn chặn 11 ngày giao tranh giữa Israel và Hamas vào tháng 5, các chiến binh ở Gaza đã thường xuyên thả các quả bóng bay chứa đầy vật liệu gây cháy vào Israel khiến Israel đáp trả bằng cách tấn công vào các cơ sở của Hamas. Người Palestine nói rằng các quả bóng bay nhằm mục đích gây áp lực với Israel để giảm bớt các hạn chế đối với Gaza và cho phép viện trợ tiếp cận lãnh thổ này. Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Israel cho biết, bóng bay được phóng hôm thứ Hai đã làm bùng cháy các cánh đồng của Israel dọc theo biên giới Gaza. Phát biểu ngày 24 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố Bắc Kinh tiếp tục là mối đe dọa tại Biển Đông, đồng thời khẳng định Mỹ cam kết củng cố phát triển bền vững tại Đông Nam Á, nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung. Phát biểu tại Singapore, bà Harris khẳng định Đông Nam Á đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, bà cũng nhấn mạnh quan hệ đối tác của Mỹ với Singapore, Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu đối với Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định, quốc gia của bà theo đuổi một khu vực châu Á Thái Bình Dương mở và tự do, có lợi ích và cam kết lâu dài tại khu vực, đồng thời ủng hộ tự do hàng hải tại khu vực. Về điểm này, bà Harris tuyên bố Bắc Kinh đang tiếp tục các hành vi cưỡng ép và đe dọa tại Biển Đông, đồng thời cho rằng hành vi của Trung Quốc đe dọa phá hoại trật tự của chủ quyền dựa trên luật pháp của các quốc gia. Để thể hiện cam kết của Washington, bà Harris tuyên bố Mỹ sẽ đứng ra tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm 2023. Bà Harris cho biết, một số những đồng minh thân cận nhất và là đối tác mạnh nhất của Mỹ nằm ở châu Á-Thái Bình Dương, hoạt động xuất khẩu của Mỹ tới khu vực này đang tạo ra sinh kế cho khoảng 4 triệu người Mỹ. Trong năm 2019, thương mại hai chiều giữa Mỹ và châu Á Thái Bình Dương đã đạt 2.000 tỷ USD. Nay, khi chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa đối với trật tự này, tôi có mặt tại đây để tái khẳng định cam kết của chúng tôi với tầm nhìn của mình, bà Harris nói. Bà khẳng định Mỹ sẽ đầu tư thời gian, nguồn lực của mình để củng cố các mối quan hệ đối tác trọng yếu của mình, bao gồm cả Singapore và Việt Nam. Chính phủ mới được bầu của Iran dẫn đầu là Tổng thống Ibrahim Raisi, đang phải đối mặt với yêu cầu mở rộng nguồn vaccine khi đất nước bị nhấn chìm bởi làn sóng Covid thứ năm và nguy hiểm nhất. Nguồn cung cấp vaccine được cho là gần cạn kiệt ở hai thành phố, Ifahan và Tabriz, cũng như các tỉnh gồm Gilan, Khuzestan và Mazandaran. Ông Bakram Enolahi, Bộ trưởng Y tế được tiến cử trong chính phủ của ông Raisi cho biết, ông không cho là Iran sẽ được tiêm chủng đầy đủ cho đến tháng 2 năm sau, một thời gian biểu chậm hơn so với dự đoán của ông Raisi. Ông Enolahi nói trong các phiên đầu trần trước quốc hội rằng điều này sẽ cần đến 120 triệu liều vaccine. Ông Enolahi cho biết tổng số liều vaccine đã được chuyển giao chủ yếu là vaccine Trung Quốc, đã tiếp cận 23 triệu người nhưng chỉ hơn 6 triệu người được tiêm hai lần. Iran có dân số hơn 85 triệu người, khiến tỷ lệ người Iran được tiêm chủng thấp hơn các nước khác trong khu vực. Nhưng ông nói rằng 85% các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe là nằm ngoài tầm kiểm soát của bộ ông. Do đó, ông kêu gọi địa phương hóa việc kiểm soát dịch bệnh này. Số người chết vì Covid ở Iran hiện đã lên tới 102.648 người, có thêm 610 ca tử vong được công bố vào hôm thứ hai, 23 tháng 8. Đây là con số giảm so với số ca tử vong kỷ lục 684 ca vào chủ nhật trước đó. Các ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đã giảm từ mức kỷ lục 50.228 ca vào ngày 17 tháng 8 xuống còn 38.657 ca vào hôm thứ Hai. Nhưng đợt bùng dịch thứ năm này đã bắt đầu kể từ cuối tháng 6, gây chết người gấp 3 hoặc 4 lần so với bất cứ điều gì đã gây ra cho đất nước này trước đó. Điều này phản ánh độc lực của biến thể Delta, sự kịch quệ của người dân Iran và tình trạng thiếu hụt vaccine. Số người chết hàng ngày đã có lúc ngang bằng với cuộc chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980. Tổ chức theo dõi nhân quyền trong một báo cáo tuần này đã cáo buộc Iran quản lý yếu kém hàng loạt, Tara Seperharifa, nhà nghiên cứu về Iran tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết. Người Iran đang bày tỏ sự tức giận của họ trước sự kém cỏi và thiếu minh bạch của chính quyền trong việc kiểm soát đại dịch Covid, vốn đang khiến cứ vài phút là có một người Iran thiệt mạng. Trước đó, Iran đã cấm sử dụng các loại vaccine phương Tây, chẳng hạn như AstraZeneca, khiến Iran phải chờ đợi vaccine nội địa hoặc nguồn cung cấp từ Nga và Trung Quốc. Vào tháng 6, các nguồn cung cấp của Nga và Trung Quốc đã không đến kịp thời. Các quan chức y tế Iran khẳng định xu hướng mới nhất của dịch là đi xuống và dự đoán rằng đợt bùng dịch này có thể được kiểm soát trong vòng 12 ngày. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng biến chủng Lambda được báo cáo lần đầu tiên ở Peru đang đến Iran. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Corona ở Tehran, tiến sĩ Aleza Zali, cảnh báo rằng biến chủng Lambda có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể khác, có thể kháng vaccine hơn và độc hại hơn cho trẻ em. Công đảng Anh đã viết thư cho Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javed thúc giục ông bảo đảm hợp đồng mới trị giá 5 tỷ bảng Anh cho thiết bị bảo hộ y tế, bao gồm quần áo và mặt nạ bảo hộ y tế, không được trao cho các công ty liên quan đến lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Theo sau những lo ngại trước đó về việc găng tay y tế cho cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh NHS được sản xuất tại Malaysia, nơi đã có rất nhiều báo cáo nhất quán về tình trạng lao động cưỡng bức trong các nhà máy, bà Emily Thornberry, một lãnh đạo của Công đảng Anh đã yêu cầu một phản hồi khẩn cấp. Trong thư gửi cho ông Jarvis, bà Emily Thornberry viết: "Ông Jarvis có ít hơn một tuần để quyết định xem ông sẽ giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức như thế nào." Báo Guardian cho hay trong bức thư bà Thornberry thừa nhận thách thức trong việc tìm nguồn cung cấp đủ thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch này. Tuy nhiên bà biết rằng đó không phải là lý do bào chữa cho những hợp đồng béo bở được trao cho những người thân cận của chính phủ, không có kinh nghiệm sản xuất hoặc cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân PPE. Cũng không phải là cách cớ để bỏ qua những rủi ro mà lao động cưỡng bức đang sử dụng ở nước ngoài để sản xuất các vật tư theo yêu cầu của NSS. Như ông đã biết, những năm gần đây đã xuất hiện bằng chứng về việc sử dụng lao động cưỡng bức một cách có hệ thống và phổ biến chống lại người suy ngồi nhĩ của Trung Quốc trong các nhà máy, trang trại và trại tù ở khu vực Tân Cương. Cũng như việc cưỡng bức vận chuyển người du ngô nhĩ để thực hiện các công việc tương tự ở các khu vực khác, theo cái gọi là chương trình chuyển giao lao động của nhà nước Trung Quốc. Trung Quốc bị cáo buộc lạm dụng có hệ thống đối với cộng đồng người du ngô nhĩ theo đạo hồi ở Tân Cương. Miền viễn Tây của đất nước bao gồm giám sát toàn bộ dân, giam giữ hàng loạt, lao động cưỡng bức và tra tấn có hệ thống. Tháng trước, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Tân Cương. Thưa quý vị và các bạn, một vụ đánh bom liều chết vào các kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan vào tuần trước đã khiến Bắc Kinh thêm lo ngại về tình trạng an ninh này, ngày càng tồi tệ trong khu vực. Hai trẻ em Pakistan đã thiệt mạng và một công dân Trung Quốc và một trong số những người bị thương trong cuộc tấn công vào một đoàn xe ở khu vực Gawada, Tây Nam Pakistan hôm thứ Sáu. Quân đội giải phóng Balochistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Bắc Kinh từ lâu đã lo ngại về an ninh ở Pakistan, nơi họ đã đầu tư hàng tỷ đô la và nơi hàng nghìn công nhân Trung Quốc tham gia vào hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Andrei Smol, một thành viên cấp cao về xuyên đại Tây Dương của chương trình Châu Á và Quỹ Massage của Đức cho biết, các cuộc tấn công sẽ là mối lo ngại đối với Trung Quốc và nó liên kết tình hình an ninh đang xấu đi với sự hỗn loạn ở Afghanistan, quốc gia láng giềng của Pakistan. Pakistan đã có một vai trò nghịch lý ở Afghanistan, bị cáo buộc hỗ trợ bí mật cho Taliban trong khi đóng một vai trò hỗ trợ trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Ông Small cho biết, những nỗ lực của Pakistan nhằm tăng cường an ninh xung quanh các dự án của Trung Quốc trong vài năm qua dường như không có kết quả. Những nỗ lực đó bao gồm sự bảo vệ của quân đội và cảnh sát cũng như từ các công ty an ninh tư nhân cho khoảng 7.000 người Trung Quốc đang làm việc trong các dự án ở nước này. Ông nói, vấn đề là đây không phải là một cuộc tấn công một lần như chúng ta có thể lấy từ tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan. Họ lo ngại về môi trường an ninh tổng thể ở Pakistan. Họ lo ngại về tất cả công dân Trung Quốc đang làm việc trong các dự án này. Đó rõ ràng là một tình huống tồi tệ hơn bây giờ đối với công nhân Trung Quốc xung quanh hành lang kinh tế Trung Quốc Pakistan trong vài tháng qua. Trong một vụ tấn công khác trong năm nay, 4 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương hồi tháng 4 khi một chiếc xe bom xuyên qua khu vực đậu xe bên ngoài của một khách sạn nơi đại sứ Trung Quốc đang ở tại thủ đô Quetta. Du Kang, giám đốc trung tâm nghiên cứu Pakistan tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, đồng ý rằng tình hình hỗn loạn ở Afghanistan sẽ tạo ra nhiều bất ổn hơn trong khu vực trong thời gian tới. Ông nói, Tuy nhiên, chính phủ Pakistan cũng gần gũi với Taliban ở Afghanistan, vì vậy nếu tình hình lắng xuống và trở nên kiểm soát hơn thì thậm chí có thể cải thiện sự ổn định trong khu vực. Đầu năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết 46 trong số 70 dự án hành lang kinh tế Trung Quốc Pakistan đã lên kế hoạch bao gồm đường bộ, đường sắt và cảng với tổng vốn đầu tư 25,4 tỷ USD đã hoàn thành, con số đó thấp hơn nhiều so với con số 62 tỷ USD mà hành lang kinh tế Trung Quốc Pakistan được định giá nhưng cả Bắc Kinh và Islamabad đều đã quảng cáo về sự thành công của dự án. Thưa quý vị, một tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.